Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung cực kỳ quan trọng luôn. Đó là làm sao để biết chim bồ câu ti tan thái siêu thịt chuẩn anh em nhé. Đây là chim bồ câu gà Mỹ, anh em đừng có nhầm lẫn nhé. Đây là gà Mỹ con mình cực thích. Còn ngay đây là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt. Thì mình sẽ cho anh em biết là làm sao, cách nào để mình nhận biết là chim bồ câu. Cái dòng mà mình nhìn thấy á, là cái dòng siêu chuẩn và chuẩn nhất anh em nhé. Thì mình nghĩ là cái video này nó cực kỳ bổ ích cho các anh em nuôi chim bồ câu. Tại vì trên thị trường hiện nay thì có một số những cái dòng chim bồ câu nó nổi tiếng, như là đây anh em có thấy là đây là dòng chim Mỹ Mắc anh em nhé, màu trắng này. Nhìn rất là tinh khôi anh em ạ. Còn chim bồ câu gà Mỹ thì anh em biết rồi, nó màu nâu đỏ và màu vàng. Còn chim bồ câu ti tan thái siêu thịt thì nó màu màu xám anh em ạ. Nhìn nó khác hẳn nhé, màu xám mà ở lông của nó thì nó cánh á, thì nó có hai vạch. Nhưng mà ở một số những cái địa chỉ á, thì cũng có tồn tại cái dòng chim bồ câu này. Nhưng mà làm sao để anh em biết nó là cái dòng chuẩn, dòng siêu chuẩn anh em nhé. Chứ không phải là cặp chim bồ câu nào cũng chuẩn 100% đâu anh em ạ. Ở trại mình thì mình luôn tự hào là một cái địa điểm cung cấp giống chim bồ câu ti tan thái siêu thịt, siêu chuẩn anh em ạ. Làm sao để có những cái cặp chuẩn như này thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ để cho anh em biết luôn. Thứ nhất là anh em thấy cái bộ mã của nó trông rất là đẹp, đẹp và to anh em nhé. Đó là cái mà anh em có thể dễ thấy nhất. Nhưng mà có một cái mà anh em lưu ý thêm, đó là anh em để ý ở chỗ cái cổ của nó. Cái cổ của nó đây anh em này. Có một số những cái khu vực á, địa điểm trại ấy, nó nhìn màu và nó cũng giống như này này. Nhưng mà nó cái màu lông của nó không được mướt anh em nhé. Có thể đó là qua những cái qua thời gian nó lai tạo giống nhiều á, thì nó không còn chất lượng nữa. Còn ở trại của mình là chuyên cung cấp giống, nên anh em nào mà nhập từ ở trại của mình nhé, thì đó là cái giống của nó là cái giống thuần chủng luôn anh em nhé. Nó rất là to. Cái điều đó là dễ thấy nhất ở trại của mình. Và anh em nào đến trại của mình thì anh em đều rất là thích ấy, là ngắm những cái cặp chim bồ câu Thái ở trại của mình. Thứ nhất là trông nó rất là đẹp, cái thứ hai nó là đẻ nó rất là sai và nuôi con cực kỳ tốt. Anh em có thể thấy là chim bồ câu ra ràng này to không, rất tuyệt vời luôn. Và có một cái nữa mà ở cái đặc điểm ở con chim bồ câu ti tan thái siêu thịt ấy, đó là nó rất là thoải mái, trong cái dễ chịu cho cái việc mà mình ghép ghép con ấy, cho nó nuôi ấy. Chứ đối với những cái dòng chim khác là nó đạp chết anh em ạ, bỏ vô đạp chết. Còn ở trại mình là cứ cho máy ấp trứng rồi bỏ vô cho nuôi là nuôi hết sức bình thường. Còn ngoài về cái những cái đặc tính đó thì có một cái mà mình nghĩ là anh em cần phải nắm khi mà lựa chọn thì, tìm đến những cái cơ sở nuôi, mà nếu mà anh em chưa biết đến trại của mình á, thì anh em để ý một cái, đó là cái chỗ cái nhân chung của nó. Cái dòng chim bồ câu Thái siêu thịt này, này anh em này, thì cái vòng đời đẻ của nó như mình hay nói đó là tầm khoảng 10 đến 12 năm. Thì những cái dòng mà mình chuyển cho anh em thường ở chỗ nhân chung của nó, nhìn nó rất là sáng anh em ạ, rất là hồng hào và đẹp. Và bộ mã của nó lông rất là mượt, và lông lông máu ở cổ á, nó cườm nó nổi trông rất là màu tím tím anh em, đỏ đỏ tím tím anh em thì dễ thấy lắm. Anh em có thể đi so sánh thêm những trại khác, thì hầu như là cái vẻ đẹp của nó không có bằng như ở trại của mình được. Tại vì trại của mình là cung cấp cái giống nó dòng siêu chuẩn mà anh em, thì mình luôn tự hào về điều đó. Đây mình không phải là mình chém gió anh em nhé. Anh em có thể đến tận trại của mình luôn. Có rất nhiều người tìm đến trại của mình, thứ nhất là vừa để tham quan, và sau đó thì quyết định mua, tại vì họ thấy nó
quá tuyệt vời, và mình nói những cái điều mình chia sẻ thì đều là thật lòng cả. Đấy, ở đây mình không có câu like, câu view nha bạn. Mình không câu view để làm gì cả. Mình cảm thấy là những cái thông tin nó bổ ích thì mình làm cho anh em. Còn đây là một chim bồ câu thổi kèn anh em. Đây là chim bồ câu cảnh, cũng khá đắt đấy anh em nhé. Nó có một cái màu, hai màu cơ bản, đó là màu trắng đen. Và có những con đẻ ra thì màu trắng tinh này anh em. Lông thì mọc ở chân, nhìn rất là đẹp. Anh em nào mà nuôi nuôi nhiều thì chắc chắn là anh em phải nuôi cái dòng thêm dòng này, tại vì nó nuôi phong thủy mà anh em, nuôi trong nhà cũng rất là tốt. Thì trên thị trường chim bồ câu hiện nay thì có những cái giống cơ bản như vậy. Còn giống chim bồ câu ta thì anh em thấy nó lai tùm lum màu. Chim bồ ta là trắng này, đen này, lỗ cha lỗ chỗ ra. Và cái con của nó cũng không to anh em ạ, con của nó rất nhỏ. Và hầu như là cái dòng chim bồ câu đó người ta thì thả chơi thôi, thả bay lên trời anh em. Chứ hầu như là không ai nuôi được thịt cả, tại vì cái thịt của nó cũng không có thơm mà ngon như là chim bồ câu Thái đâu anh em ạ. Chim bồ câu Thái hiện nay là số 1 rồi. Và mình cũng hay chia sẻ với anh em là mình thích con chim bồ câu gà Mỹ này nhất. Tại vì thứ nhất là nó rất đẹp, nó hung dữ anh em, đúng như cái dòng của nó, to và hung dữ. Này là to hơn con gà tre các bạn nhé, to hơn con gà tre luôn. Cặp này đẻ nhiều lắm rồi các bạn, nhìn rất là đẹp. Và mình cũng chia sẻ luôn là đối với cái dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt đó anh em, thì nó dễ chịu lắm, nó, mình dễ ghép con này, nó đẻ cũng sai. Thì một lần đẻ thì nó một lần đẻ thì nó đẻ hai trứng các bạn nhé. Còn đối với những cái dòng chim cảnh này thì mình nuôi chỉ để làm cảnh thôi nha. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp và giá đắt lắm anh em nha. Giá đắt đấy. Nhìn rất là đẹp mà. Và có một cái mà anh em dễ thấy nhất ở những cái dòng chim trại của mình, đó là cái lông của nó rất là mượt, tại vì chim giống mà. Chứ đâu phải chim chim thịt đâu nha. Chim giống của nó có một cái mà mình dễ nhìn thấy nhất, đó là cái cườm của nó, cái bộ lông của nó, cái mã của nó và cái độ nhanh nhạy của nó. Chim nó nhanh nhạy lắm anh em. Anh em có thể thấy ở trại của mình này, con nào đấy nhìn rất là linh hoạt và rất là to. Và nhìn mình hay nói là sử dụng cái từ đó là khổng lồ anh em. Chim mình khổng lồ lắm. Đây anh em có thể thấy này, rất to. Đẻ rất sai anh em ạ. Là cứ buổi chiều là mình sẽ đi lượm trứng này, mình bỏ vào máy ấp trứng. Sau đó khi mà nở thì mình sẽ ghép cặp cho bố mẹ nuôi. Thì trung bình một tháng thì cứ 100 cặp là mình hay tính cho anh em, 100 cặp là mình lãi được khoảng 5 đến 6 triệu đồng nha anh em nhé. Cho 100 cặp. Và tiền tiêu thụ tiêu tốn thức ăn cho nó thì khoảng 2 đến 2 triệu rưỡi thôi cho 100 cặp. Thì những anh em nào mà ban đầu mà nuôi chưa quen thì nuôi tổng khoảng số lượng ít, tầm khoảng 100-200 cặp. Còn những anh em nào mà nuôi quen rồi thì họ nuôi tầm khoảng vài ngàn cặp anh em ạ. Đấy. Thì với những cái chia sẻ hôm nay thì mình nghĩ là anh em sẽ có một cái nhìn nó đầy đủ hơn về dòng chim bồ câu Thái siêu thịt này, cũng như là tìm được những cái địa chỉ mà uy tín để anh em mua. Chứ cũng có một số xuất hiện một số những cái địa điểm nó rao bán là cái loại chim bồ câu Thái này, nhưng mà không phải đâu anh em ạ. Có nhiều địa điểm nó giả. Ở khu vực phía Nam này thì mình nói là chỉ có trại duy nhất là trại của mình nhập từ bên Thái về anh em ạ, để cung cấp giống cho anh em. Chứ còn những địa điểm khác là hầu như là họ nhiều khi họ lấy chim của mình rồi họ bán ra lại anh em ạ. Rồi video hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng ở đây nhé. Rồi tạm biệt anh em.